Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Các bác sĩ kiếp một cái bản lột xác đầy quyết tâm ứng từ người thợ đất Việt. Cái bản đồ các bác sĩ kiếp hôm nay thuộc sở một người tên là Minh Tùng, một chàng trai đã dành cái tuổi thanh xuân của mình để dọn thành một cái chiếc xe cực chất. Từng chi tiết nhỏ đều được anh ta trao chuốt rất tỉ mỉ, và cái chiếc xe Kawasaki Kiếp hôm nay đã trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất đối với bản thân từ anh ta. Mong muốn cảm giác bóp thắng trở nên im dịu hơn, người chủ nâng cấp cụm thắng Brembo RCS để đáp ứng hết được cái nhu cầu của nãy. Bên cạnh đó, chúng ta còn thấy được một cái cụm tăng tốc có nhiệm vụ của nó rút ngắn hành trình đi ra, từ đó sẽ đem lại cái nước đề ba mà mẻ hơn. Cái cụm con domino nhằm mang lại cái sự liên lạc với cụm thắng Brembo RCS ở bên kia, và một lát gợi ý nhỏ nhỏ. Với tầm giá là trên dưới 3 triệu thì đây một lựa chọn cực kỳ xứng đáng khi có một vẻ ngoài bắt mắt cùng với nấm chỉnh xa gần. Chuyên dầu đến cái heo trước là còn một dầu heo bấm vào đầu S để tăng thêm cái sự gọn gàng đẹp mắt hơn. Sự cứng cáp dây chân đến từ cái niềm Excel Asia, trong niềm đang nhận được rất nhiều tình cảm của anh em chia sẻ hiện nay. Cái chú heo Brembo 4X mang lại hiệu năng bóp thắng mạnh mẽ hơn cho cái dàn chân này. Kết hợp chú heo dầu là cực chất là một cái chiếc đĩa đồ chơi lòng vàng có kiểu dáng lấy ý tưởng từ cái dòng đĩa Brembo trên cái dòng Ducati. Cục máy thể loại là 2 thì 150cc của nhà Kawasaki. Một thời gian làm mưa làm gió Việt Nam những năm là 9X đến cuối những năm 2000. Được anh Tùng trao chuốt đến từng chi tiết nhỏ nhất để soi ra một chi tiết cũ nào thật sự là một điều cực kỳ khó khăn. Hệ thống thắng ở dàn chân sau được điều khiển bởi pedal Brembo gamma bằng đồng. Dưới quyền kiểm soát của nó là heo Brembo logo đỏ, có một dáng ngoài tương đồng với chú heo to lớn ở đằng trước. Cái sự liên lạc lần này làm cho dàn chân trên hài hòa hơn. Hệ thống ống xả bản được thay đổi thành một cable DBS âm thanh trầm ấm đầy mê hoặc cho người chơi. Dáng ngoài carbon longbo chắc chắn sẽ làm cho các bạn phải yếu lòng khi được diện chạm mặt ở ngoài đời. Sau đó thì con xe này quá đỉnh, không có những người sở hữu về những món đồ chơi hàng hiệu mà nó còn có một nét đẹp lung linh mới đan kèn. Kawasaki ZX-10R với một vẻ đẹp tiềm ẩn khó phai. Kawasaki ZX-10R đã đương kim địch hàng đầu tại giới đô WSBK trong những mùa giải hàng năm với số lượng chiến thắng được xác nhận khá nhiều. Đến với những thay đổi không ngừng theo năm tháng để sở hữu được cái nước rút thầm sâu trên cả đường đua lẫn đường phố, nó thực sự là một trong những lựa chọn hàng đầu của những tín đồ đam mê tốc độ hiện nay. Về cái chiếc ZX-10R trong clip hôm nay thuộc thể cũ và được giữ một nét đẹp riêng biệt của chính mình, tạo một cảm hứng cho những người chủ, và khi xem xong những bản nâng cấp thì chúng ta sẽ thấy em ấy chất đến cỡ nào. Cái chiếc Kawasaki ZX-10R được chú ý ở mặt thiết kế theo đúng phong cách đường đua, sở hữu những đường nét kiêu sa mà ai cũng phải là ngước nhìn. Máy của mình gam màu là xanh nha, màu da xanh lục khá đặc trưng của đồ Kawasaki. Phần đầu được nhấn nhá ở phần thiết kế, cái cặp đèn pha ốc gió khá lớn luôn làm cho những tay chơi liên tưởng với những chú rắn lục trong cái làng phần co lớn từ trước này. Điều chỉnh cái phần tay lái khá nổi bật và nâng cao thêm hiệu quả sử dụng, kết hợp cùng với cụm phanh Brembo RCS bắt in tự ý, kết hợp cùng với cốc bình dầu latex và ra kiểm soát tay lái vững chắc hơn. Kawasaki đã bố trí riêng cho cái chiếc ZX-10R của mình một bộ trợ lực tay lái hoa liên điều chỉnh điện tử. Hai bên hông bình xăng được bảo vệ bởi một cái mặt sơn và trang bị ốp chống trầy ANC khá quen thuộc. Nâng cấp dàn chân bóng bẩy hơn khiến cho xe bỏng nhẹ hơn nhiều hơn khi trang bị tấm mặt mắt LCD hợp kim mà nhề. Bộ phanh trước cũng được thay đổi bằng cặp Brembo cao cấp. Vị trí cái thân động cơ xuất hiện cái ốp nồi CB Racing đắp nhất latex gam màu đỏ khá nổi bật. Đẩy mạnh công suất mã lực của chiếc ZX-10R lên cái đỉnh điểm khi trang bị ống xả Optim Racing cùng với những cái cuốn bô titanium chất lượng tạo ra cái sự nổi bật ở gầm động cơ. Và giá của Kawasaki ZX-10R cái bản năm 2015 đang bán ở Việt Nam khoảng là gần 400 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy nhấn like, subscribe.